trốn đâu rồi? Này, ra đi mau! Giải ra đây! Đi vòng rồi đó. Mày đừng học trốn tao! Niên! Mày ra đây! Mày... Nhìn cái gì? Đồ điên! Em vậy rồi sao? Không thể nào. Không thể nào. Chiêu Dương à, có chuyện gì? Sao giờ đem hốt hoảng vậy? Kể anh nghe đi. Anh tin là có ma giữa ban ngày không? Anh không tin đâu. Là thật đó. Em mới gặp Niên. Không thể nào. Em đùa với anh hả? Em không nói đùa. Em nói thiệt. Niên đã xuất hiện trước mặt em. Khá gần. Thôi được rồi, anh tin em ha. Em ngồi xuống đi. Em uống đi. Bình tĩnh lại rồi kể cho anh nghe. Anh ta là ai? Tại sao Chiêu Dương lại truy đuổi anh ta? Tại sao cô ta hoảng sợ và giận dữ khi nhìn thấy người đàn ông này? Chuyện là như vậy. Em không nói sai nửa lời. Vậy là em nhìn thấy cậu ta rồi đuổi theo cậu ta tới công viên. Sau đó Niên biến mất. Là hắn xuất hiện trước mặt em. Vậy thì hắn là người hay là ma? Em cũng không biết nữa. Em không thể nào lý giải được chuyện này. Chiêu Dương, em nói thật cho anh biết đi. Có chuyện gì gọi em gấp vậy? Xem đi, biết thằng này không? Chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nhìn nó giống như là dân nghiện. Mà nó có liên quan gì tới chị hả? Mày đi tìm nó liền cho tao. Để em dò hỏi đám dân nghiện thử coi có biết thằng này không. Chị gửi hình nó qua cho em đi. Mày nhớ là làm chuyện này một mình. Đừng để ai trong nhóm biết. Em biết rồi. Gọi gì uống đi. Mà chị cần chuyện này gấp không vậy? Càng nhanh càng tốt. Ok. Anh muốn em nói chuyện gì? Chuyện của Niên. Ý anh là sao? Em có chắc là Niên đã chết? Em có bằng chứng chứ không? Em không tin tưởng anh sao? Anh hỏi chuyện em tại vì anh nghĩ là Niên chưa chết, chỉ là tin đồn mà thôi. Chưa ai thấy xác của cậu ấy hết. Vậy là chắc rồi. Niên chưa chết nên giờ cậu ta xuất hiện. Không chỉ là hù dọa em đâu, cậu ta còn nhiều vấn đề muốn giải quyết với em đó. Không, em chắc chắn là Niên đã chết thật rồi. Chính tay em đã giết chết hắn. Em nói sao? Em đã giết chết Niên? Thực ra chuyện này là thật sự em không cố ý. Lúc đó em rất tức giận. Niên đã tố cáo em trước mặt gia đình của Võ Hiếu.
Niên đã chết thật sự rồi. Thôi, không thể trách em được. Cậu ấy là người quá đáng chứ. Cậu ta đã dồn em tới bước đường cùng. Em chỉ có thể tâm sự chuyện này với anh thôi. Em tin anh hiểu em. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón ai nắng từ